Chuyển sang những tin tức khác thưa quý vị, vào hôm 16 tháng 7 thì hãng dầu khí của Mỹ Chevron đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn dầu khí quốc gia Argentina YPF nhằm khai thác dầu và khí đá phiến tại mỏ Vaca Muerta, nơi có trữ lượng thuộc hàng khổng lồ tại Tây Bán Cầu. Đây là thương vụ đầu tư đầu tiên trong ngành dầu khí Argentina kể từ khi Tổng thống Cristina Fernández quốc hữu hóa công ty YPF từ tập đoàn Repsol vào tháng 5 năm 2012. Tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến 1,24 tỷ đô la Mỹ. Argentina đang cố gắng cải thiện tình trạng sụt giảm sản lượng dầu và khí tự nhiên vốn ảnh hưởng tới thặng dư thương mại của nước này. Tuy nhiên, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng Argentina Daniel Montalmat cho biết, quyết định này đang đi ngược lại chủ trương của chính phủ rằng muốn nâng cao chủ quyền của Argentina trong ngành dầu khí. Chính phủ đang đi ngược lại với tuyên bố của mình về việc nâng cao chủ quyền hydrocarbon, đang có một sự mất cân bằng chi tiêu nghiêm trọng tại Argentina. Dự trữ giảm mạnh, đồng đô la không đổ thêm vào, ngành năng lượng đang bào mòn dự trữ đô la mà quốc gia hiện có. Liên doanh Chevron YPF cho biết, trong giai đoạn đầu, hai công ty dự kiến khoan 200 giếng dầu tại khu vực rộng 20 km2. Cũng theo thỏa thuận này, chính phủ Argentina cho phép các hãng khai thác dầu khí xuất khẩu 20% sản lượng thô với mức thuế suất là 0%. Tuy nhiên, thương vụ này vấp phải sự phản đối của tộc người Mapuche Indian tại quốc gia Nam Mỹ này. Đáng lẽ YPF phải thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về môi trường trước khi quyết định khai thác dầu khí ở đây sẽ gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Điều này bị cấm ở nhiều nơi khác, vậy mà họ lại mang nó đến đây. Chưa kể là Chevron đang bị chỉ trích ở các nước khác. Mới 3 tuần trước, họ đã đến Ecuador và đã bị từ chối. Chevron thường xuyên phải đối mặt với các vụ kiện tụng tại Nam Mỹ, bao gồm vụ tràn dầu tại Brazil và ô nhiễm rừng mưa nhiệt đới tại Ecuador đều kéo dài nhiều năm.